Chủ đề ngày hôm nay là một chủ đề sẽ được rất nhiều người quan tâm Không chỉ với những người đầu tư cổ phiếu hay là những người đầu tư bất động sản Mà nó ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế Việt Nam nói chung Đến với tất cả chúng ta đang ngồi đây Đó chính là việc chính phủ vừa ban hành Nghị định 08 sửa đổi Nghị định 65 Nghị định này thì được ban hành vào ngay Chủ nhật Và rất hiếm khi chúng ta thấy được đó là chính phủ ban hành một nghị định vào cuối tuần Điều này thì cho thấy độ cấp thiết của nó đối với thị trường cũng như là nền kinh tế Việt Nam hiện tại Vậy Nghị định 08 thì có tác động như thế nào và nó có động lực gì đối với các cổ phiếu bất động sản cũng như là bất động sản của Việt Nam nói chung. Video này sẽ không tập trung quá nhiều vào việc nói quy định này sẽ có những điều gì mà sẽ tập trung hơn vào việc và phân tích các tác động của nghị định này đến với cả nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng. Trước tiên, chúng ta hãy cùng nhau xem Nghị định 08 có những điều gì mới. Về cơ bản thì Nghị định 08 quy định về 3 điều. Điều thứ nhất là cho phép tổ chức phát hành, tức là doanh nghiệp phát hành trái phiếu có thể trả nợ và gốc nợ và lãi bằng các loại tài sản khác trong trường hợp là không thu xếp được tài chính để đáp ứng được nghĩa vụ nợ. Điều thứ hai là cho phép kéo dài kỳ hạn trái phiếu lên không quá 2 năm, có nghĩa là tổ chức phát hành được quyền gia hạn kỳ hạn của trái phiếu. Điều cuối cùng đó là dừng quy định về quy định nhà đầu tư chuyên nghiệp đến hết năm nay. Ba điều chính của nghị định 08 không phải là một điều mới mà hầu như thì đều đã được thị trường kỳ vọng trước vì gần như là các điều này đều giống như là dự thảo trước đó. Về cá nhân tôi thì tôi đánh giá là nghị định 08 có mở ra được khung pháp lý giúp cho các doanh nghiệp phát hành các tổ chức phát hành có thể tránh được tình trạng vỡ nợ kỹ thuật technical default bằng cách gia hạn trái phiếu hoặc là xây dựng phương án thanh toán nghĩa vụ trái phiếu khác thay thế cái này thì rất tốt cho báo cáo kinh doanh của các ngân hàng khi hạn chế được trích lập dự phòng tuy nhiên điều này thì vẫn chưa giải quyết được gốc rễ của vấn đề khi mà điều thứ nhất là cho phép các tổ chức phát hành thanh toán nghĩa vụ bằng tài sản khác thì trong thực tiễn thì chúng ta đã thấy có rất nhiều tổ chức phát hành đã đưa ra phương án cho trái chủ nhận tài sản thay vì là tiền trả trong nghĩa vụ nợ trước cả khi nghị định 08 ra đời khá nhiều doanh nghiệp bất động sản khi gặp khó khăn trong việc thu xếp tài chính đã đề nghị trái chủ thay vì nhận tiền có thể nhận một căn biệt thự hoặc một căn hộ trong dự án nhưng mà có thể nói là cái tính thực tiễn của các phương án này thì có thể là chưa cao khi mà hai vấn đề chính sẽ nảy sinh vấn đề thứ nhất đó là giá tài sản khác sẽ được định giá như thế nào và theo ai đánh giá. Thực tế là thường nếu bên định giá là tổ chức phát hành thì giá tài sản thường được định giá rất là cao và theo hướng là có lợi cho chủ đầu tư hơn là trái chủ. Vấn đề thứ hai nảy sinh là thông thường giá trị của bất động sản thường khá là lớn và sẽ có sự chênh lệch giữa giá trị của các bất động sản khác nhau dù là trong cùng một dự án. Ví dụ như là nếu như tôi là một người mua 2 tỷ trái phiếu của một doanh nghiệp bất động sản và hiện tại doanh nghiệp bất động sản đó không có khả năng trả nợ nữa và họ đề xuất gắn nợ cho tôi bằng một căn biệt thự ven biển với định giá là 20 tỷ. Giả sử là tôi có đồng ý với cái đề nghị đó thì hiện tại tôi sẽ sở hữu 1 phần 10 cái biệt thự. Nhưng mà cái vấn đề đó là quyền sở hữu tài sản đó sẽ như thế nào? Nếu như tôi muốn bán các biệt thự đó thì tôi có cần sự đồng ý của 9 người khác cùng sở hữu hay là sao? Thì đây là một trong những cái cho thấy là thực tế thì không đơn giản như là phương án ở trên giấy tờ. Vấn đề tiếp theo có thể nảy sinh đó là giá trị bất động sản thay thế có thể là một tài sản đang xây dựng dở dang. Ví dụ như là một căn chung cư mà giờ chủ đầu tư mới làm xong móng và là tài sản sản chưa hình thành điều gì có thể đảm bảo là chủ đầu tư có thể tiếp tục hoàn thành dự án và bàn giao được tài sản cho dù có trái chủ có đồng ý là nhận tài sản chưa hình thành đó thay cho nghĩa vụ trả nợ của tổ chức phát hành hay không bên cạnh đó là còn có thể là các vấn đề phát sinh cùng một lúc kết hợp với nhau cũng như ví dụ là chủ đầu tư đưa ra căn biệt thự để gán nợ như trên nếu như tổ chức phát hành định giá 20 tỷ và tôi sở hữu 2 tỷ trái phiếu, giả sử là tôi có đồng ý với cái định giá đó thì những nhà đầu tư khác liệu có đồng ý hay không? Chính vì việc chỉ sở hữu một phần và chín người mới sẽ làm cho thực tế vô cùng khó khăn và phức tạp về việc cho tổ chức phát hành kéo dài kỳ hạn thanh toán của trái phiếu. Trong điều này có kèm theo một điều khoản khá là quan trọng đó là trong trường hợp mà trái chủ không chấp nhận cho dù là 65% trái chủ sở hữu có đồng ý với cả đề xuất của tổ chức phát hành thì tổ chức phát hành vẫn phải thanh toán theo thỏa thuận ban đầu đối với những trái chủ không đồng ý này. Như vậy là sẽ có sự phân mảnh rất rõ. Cái này thì nó sẽ hoàn toàn khác với cả cổ phiếu. Chúng ta đều biết là cổ phần của một doanh nghiệp sở hữu một doanh nghiệp thì theo quy tắc quá bán. Hầu hết các doanh nghiệp khi mà ra đại hội cổ đông tức là đại hội của các chủ nắm chủ sở hữu của doanh nghiệp thì sẽ theo quyền tắc quá bán tức là khi một vấn đề đó đưa ra nếu mà trên 51% quyết định đồng ý thì 49% còn lại cho dù không đồng ý thì cũng phải theo của 51% này tuy nhiên đối với trái phiếu thì phương án này sẽ khác cho dù 35% trái chủ không đồng ý tổ chức phát hành vẫn phải theo 35% này Vậy thì nếu như là 65% đồng ý nhận tài sản hoặc là kéo dài thời hạn gia hạn của trái phiếu Liệu họ có thay đổi quyết định để theo 35% kia hay không? Và tổ chức phát hành sẽ lấy đâu ra tiền để thực hiện nghĩa vụ để trả nợ cho 35% không đồng ý đó? Đây cũng là một vấn đề mà theo tôi là rất khó để có thể áp dụng vào thực tiễn Điều cùng đó là ngừng thực hiện các quy định về định nghĩa nhà đầu tư chuyên nghiệp Theo thì đánh giá của tôi thì tác động của điều này là khá là thấp khi mà niềm tin của nhà đầu tư cá nhân về thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang ở mức rất là thấp và sau các cái vấn đề hiện tại thì nhà đầu tư đã mất niềm tin vào thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Bên cạnh đó thì mặt bằng lãi suất đang ở mức khá là cao. Sự chênh lệch giữa lãi suất tiết kiệm và trái phiếu không nhiều so với rủi ro hiện hữu. Không rõ hiện tại thời điểm này mọi người có sẵn lòng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp hay không. Hãy comment ở dưới để tôi được biết nhé. Về kết luận thì nghị định 08 được ban hành ít nhiều cho thấy được sự quan tâm của chính phủ về thị trường trái phiếu doanh nghiệp và chúng ta có thể kỳ vọng trong tương lai có thể sẽ có các biện pháp cỡ rối thị trường hơn nữa từ phía chính phủ. Điều thứ hai đó chính là Nghị định 08 sẽ tạo ra khung pháp lý cho các doanh nghiệp phát hành trái phiếu, tránh được việc vỡ nợ về kỹ thuật. Điều này đồng thời giúp cho họ tránh được tình trạng vỡ nợ chéo, khi ở một số trái phiếu sẽ có điều khoản vỡ nợ ở một lô trái phiếu này, sẽ kéo theo vỡ nợ ở các lô trái phiếu khác, khi mà các trái chủ của các lô trái phiếu khác đồng loạt kích hoạt điều khoản mua lại. Bên cạnh đó thì nó cũng giúp cho được các ngân hàng, tránh được việc phải trích lập dự phòng quá nhiều cho khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của mình điều này thì cho phép ngân hàng có báo cáo lợi nhuận tốt hơn và có nguồn lực để tham gia hỗ trợ thị trường. Tuy nhiên, ở mặt ngược lại thì cũng có khá nhiều điều hạn chế mà Nghị định 08 chưa thay đổi được. Điều đầu tiên đó là Nghị định 08 chưa thay đổi được bản chất của vấn đề. Hiện tại đang bị tắc nghẽn ở việc đó là dòng tiền của các doanh nghiệp phát hành trái phiếu. Vấn đề bản chất là các doanh nghiệp phát hành trái phiếu sẽ kiếm đâu ra tiền để trả nợ và vấn đề này hiện tại vẫn đang bỏ ngỏ. Ví dụ với các doanh nghiệp bất động sản, hiện tại họ đang cần nhất đó chính là hỗ trợ về khung pháp lý cũng như là có hỗ trợ tín dụng để có thể tiếp tục bán được hàng tạo ra dòng tiền cảm quan cá nhân tôi hiện tại cảm thấy là đây là một các biện pháp giúp cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu có thêm thời gian hơn là giải quyết cốc rễ của vấn đề bên cạnh đó thì có thể nói rằng niềm tin của nhà đầu tư và thị trường trái phiếu doanh nghiệp không được cải thiện Chúng ta có thể thấy là hầu hết các nghị điều của Nghị định 08 đang ở chiều hướng hỗ trợ cho phía tổ chức phát hành hơn Khi hỗ trợ cho tổ chức phát hành có thể thêm được khung pháp lý để đàm phán với trái chủ Mà chưa thấy các điều khoản hỗ trợ trái chủ có thể nhận được cái khoản tiền của mình từ phía tổ chức phát hành Các bạn có ý kiến gì thì hãy comment cho mình biết nhé Quý vị hãy like và subscribe kênh youtube của PaiTree để cập nhật thêm nhiều thông tin thiết thực và thú vị về thị trường chứng khoán nhé